của mình sẽ là số 3, và đối diện với số 3 là số 9. Sau khi các bạn xác định được các cái con số như thế này, thì bây giờ các bạn sẽ vẽ những cái, viết những cái con số còn lại của cái đồng hồ nhé. Bây giờ mình sẽ viết số 1, số 2, bên dưới số 3 là số 4, số 5, bên cạnh số 5 này là số 6 và số 7, 8, 9, sau đó tới 10, và cuối cùng ở đây là 11. Sau khi mình vẽ xong các cái con số thì chiếc đồng hồ của mình đã có hình dạng lên form dáng tương đối là hoàn chỉnh như thế này. Và để chiếc đồng hồ của mình hoàn thiện hơn thì bây giờ mình sẽ làm những cái kim cho chiếc đồng hồ của mình nhé. Mình sẽ dùng cái giấy thủ công màu vàng này. Trên cái tờ giấy này, các bạn sẽ dùng một chiếc bút chì. Mình vẽ hình cái kim cho chiếc đồng hồ của mình. Mình vẽ một cái kim giờ ngắn và một cái kim phút có kích thước dài hơn một chút. Các bạn có thể làm thêm cái kim giây nếu các bạn muốn nhé. Sau khi vẽ được hai cái hình kim như thế này, thì bây giờ mình sẽ dùng kéo để cắt những cái kim của mình ra. Mình cắt theo cái nét bút chì của mình đã vẽ nhé. Bây giờ mình sẽ gắn hai cái kim của mình vào với cái chiếc đồng hồ này. Bây giờ các bạn sẽ dùng súng bắn keo gắn một cái điểm keo ở chính giữa tâm của chiếc đồng hồ. Sau đó mình sẽ đặt những cái kim của mình vào. Tùy theo cái giờ mà các bạn muốn đặt thì các bạn sẽ điều chỉnh vị trí của cái kim như vậy nhé. Ở đây mình sẽ gắn cái kim của mình nằm ngẫu nhiên thôi. Sau khi gắn xong hai cái kim thì mình sẽ dùng một chút cái giấy thủ công màu đỏ. Ở trên cái tờ giấy này, mình dùng kéo cắt một hình tròn nho nhỏ. Cái hình tròn này mình sẽ gắn vào phía trên của hai cái kim này, ở cái phần keo dán này, để tăng cái tính thẩm mỹ cho chiếc đồng hồ của mình hơn. Sau khi gắn xong cái nút tròn màu đỏ lên trên cái phần keo dán thì mình đã có một chiếc đồng hồ có hình miếng dưa hấu rất là dễ thương như thế này. Chiếc đồng hồ này của mình thì được làm từ giấy thôi, không có các cái bộ máy chạy ở phía